Kem chống nắng giờ sim có tốt không là điều mà nhiều chị em khác cũng đang quan tâm giống như bạn vậy. Da mặt bị nổi mụn, sạm da hay thậm chí làn da bị khô thiếu sức sống cũng khiến cho chị em buồn và nhiều khi cũng mất ăn mất ngủ với nó. Hơn nữa dùng đủ loại kem chống nắng mà vẫn không hiệu quả nên bạn có nghi ngờ kem chống nắng giờ sim có tốt hay không cũng là điều dễ hiểu. Trong video này mình sẽ giải thích thắc mắc cho những bạn đang quan tâm đến kem chống nắng giờ sim đang nổi đình nổi đám mà ai cũng xài này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem chống nắng giờ sim là dòng kem chống nắng hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Về hiệu quả, kem chống nắng giờ sim là kem chống nắng hàng ngày mang lại một lớp bảo vệ ẩm mượt cho làn da luôn căng bóng. Chỉ số chống nắng của em này là SPF 50+ và BA3+, nên có thể bảo vệ làn da bạn khỏi tác động của 98% tia UV đấy nhé. Ngoài ra, kem chống nắng giờ sim giúp nâng tôn da nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng da tươi sáng, hồng hào hơn. Hơn nữa, kem chống nắng này có thành phần thảo dược bảo vệ da khỏi các tác hại từ môi trường ngoài, duy trì làn da khỏe mạnh, sạch sẽ hiệu quả lắm nhé. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem chống nắng giờ sim trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem chống nắng giờ sim rất tốt nhé. Kem chống nắng giờ sim không gây mụn, vì là chống nắng vật lý nên nó an toàn và dịu nhẹ cho làn da, vì thế nó không gây mụn như nhiều người vẫn lo sợ. Kem chống nắng giờ sim hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng giờ sim hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.